Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Khai mạc chương trình Yên Tử về miền đất Phật. Cô giáo Việt Nam đầu tiên vào top 10 giáo viên xuất sắc toàn cầu. Xây dựng đời sống văn hóa vùng biên giới Sơn La. Người dân Yên Sơn, Tuyên Quang làm giàu từ cây bưởi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai mạc chương trình Yên Tử về miền đất Phật mùa thu năm 2020. Đây là sự kiện trung tâm nằm trong chuỗi 64 sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh. Trong quý 4 năm 2020, gắn với dịp kỷ niệm 762 năm ngày sinh của Đức Vua Trần Nhân Tông và 712 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, chương trình khai mạc đúng ngày 11 tháng 11 là ngày sinh của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông và kéo dài đến ngày 16 tháng 12 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tâm linh đặc sắc như lễ nhiễu tháp tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đêm hội hoa đăng, nghi thức cúng Phật Đại Khoa, khánh thành chùa Quỳnh Lâm, hội thảo khoa học, thiền sư Pháp Loa, sự nghiệp tu hành, thiền học, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, chiêm bái lễ Phật. Ngày 11 tháng 11 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình kết nối hợp tác kích cầu du lịch Quảng Ninh, Vĩnh Phúc. Để kích cầu du lịch phát triển sau đại dịch COVID-19, từ nay đến hết năm 2020, tỉnh Quảng Ninh cùng gần 100 doanh nghiệp lớn về du lịch của tỉnh đã có những chính sách ưu đãi để phục vụ du khách như giảm giá 50% phí tham quan các điểm du lịch nổi tiếng, giảm giá các tour du lịch và các cơ sở lưu trú nổi bật trong tỉnh, đồng thời tổ chức 64 sự kiện văn hóa thể thao du lịch tại 13 địa phương. Qua chương trình này, tỉnh Quảng Ninh mong muốn ngành du lịch hai tỉnh tiếp tục hợp tác, gắn bó chặt chẽ để quảng bá hình ảnh, thúc đẩy khai thác các giá trị tự nhiên để có bước phát triển xứng tầm với tiềm năng của hai tỉnh. Tại chương trình, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các tập đoàn, công ty đầu tư lớn của Vĩnh Phúc về du lịch cũng giới thiệu quảng bá những tiềm năng, cơ hội đầu tư hợp tác, cũng như chia sẻ mong muốn Vĩnh Phúc sẽ là điểm đến của người dân Quảng Ninh và du khách trong nước quốc tế. Vừa qua, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam phối hợp với Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an cùng một số cơ quan liên quan tổ chức thành công chương trình Tháng Phòng chống cháy nổ năm 2020, Ngày Toàn dân phòng cháy. Lần đầu tiên tuần lễ phòng chống cháy nổ được tổ chức năm 2017 đã đạt được hiệu ứng truyền thông và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ. Năm 2018-2019, ban tổ chức chương trình quyết định triển khai tháng phòng chống cháy nổ để lan tỏa hơn nữa đến cộng đồng vai trò quan trọng trong việc phòng chống cháy nổ. Chương trình gồm một chuỗi các hoạt động nhằm hưởng ứng ngày 4 tháng 10, Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy. Chương trình tháng phòng chống cháy nổ với những cái chuỗi hoạt động vô cùng có ý nghĩa và thiết thực. Chúng tôi rất mong muốn thông qua chương trình toàn dân nâng cao ý thức và kiến thức và trách nhiệm đối với hoạt động phòng chống cháy và chữa cháy, qua đó chủ động công tác trong phòng cháy và chữa cháy khi sự cố cháy nổ xảy ra. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, 9 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra 2.224 vụ cháy cơ sở, nhà dân và phương tiện giao thông cơ giới, làm 56 người chết, bị thương 107 người và thiệt hại tài sản ước tính 416,15 tỷ đồng. Chúng tôi đã học được kinh nghiệm từ các ví dụ này để nhân viên có thể nhanh chóng kiểm soát được đám cháy. Chúng tôi cũng nắm được những cách sơ cấp cứu người bị nạn trong tình huống khẩn cấp. Chúng tôi đánh giá rất cao sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ Diamond Westlake và lực lượng cứu hộ cứu nạn. Nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc phòng cháy chữa cháy, công tác phòng cháy chữa cháy học đường được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm. Tháng phòng cháy chữa cháy 2020 đã có nhiều hoạt động tập huấn, diễn tập hướng dẫn phòng cháy chữa cháy tại trường học và địa phương để học sinh được tiếp cận gần hơn, hiểu sâu hơn về công tác phòng cháy chữa cháy. Điều này là cần thiết để lớp trẻ ý thức được tầm quan trọng của hoạt động phòng cháy chữa cháy, giúp trường học thực sự là nơi an toàn, không để thiếu sót dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Về cơ bản là các bạn đã nắm được các cái kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với công tác phòng cháy chữa cháy để làm sao các bạn có thể tự xử lý khi mà
bản thân các bạn gặp phải một đám cháy mà không có người lớn bên cạnh, các bạn cũng đã biết cách hô hoán báo động cho mọi người, cũng như là đã nhận biết được cái số điện thoại để báo cháy cho cảnh sát phòng cháy cháy là 114. Và đặc biệt đó là trong phần thực hành, các bạn đã rất háo hức, tích cực tham gia vào cái công tác thực hành. Nếu như mà chúng ta dạy lý thuyết bình thường, kể cả các thầy cô có dạy qua sách giáo khoa, thì học sinh cũng chưa thể hình dung được cái cách sử dụng bình chữa cháy. Và tôi thấy là có những cái câu hỏi rất hay mà rất đơn giản về cái kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, và nó thực sự rất là bổ ích cho học sinh thế hệ mới ngày nay. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10, khẩu hiệu không để xảy ra cháy nổ là hạnh phúc của mọi nhà luôn được người dân hưởng ứng và tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy. Tháng phòng cháy chữa cháy 2020 đã góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, giúp cá nhân, tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện tại các tổ chức, địa phương và gia đình, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn cho đời sống nhân dân và xã hội. Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết, tính đến thời điểm tháng 11 năm 2020, tại cảng Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh còn tồn hơn 2.900 container hàng hóa các loại. Trong số 2.934 container hàng hóa các loại và 303 kiện hàng còn đang tồn đọng ở cảng Cát Lái, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm kê phân loại được 1.632 container, gồm 1.473 container phế liệu, 159 container khác, đang tiến hành thủ tục kiểm kê 274 container. Công tác xử lý container tồn đọng được triển khai từ năm 2019 đến nay, đã bán 79 container, tiêu hủy 41 container và 339 kiện hàng, tái xuất 37 container phế liệu không đạt chuẩn. Để xử lý số hàng tồn này, Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thống kê chi tiết, thông báo tới các tổ chức cá nhân có liên quan cũng như đăng thông tin tìm chủ hàng. Số hàng hóa chứa trong các container đa dạng chủng loại, gồm hàng tiêu dùng, phế liệu. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng đã có chính sách giảm lãi suất cho người dân doanh nghiệp tại 10 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 11, có ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay 1%, tức là chỉ còn từ 4,5% một năm. Đã nửa tháng nay, từ khi bão số 9 quét qua Quảng Ngãi, nhà xưởng của công ty này vẫn chưa khôi phục lại được. Máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và thành phẩm đều bị ngập nước. Vì vậy, khi được thông báo giảm lãi suất vay vốn 1% vào thời điểm này, doanh nghiệp đã giảm bớt áp lực trả nợ để tập trung khôi phục sản xuất. Sau khi mà cơn bão số 9 đi qua, thì cả ngân hàng được họp từ cán bộ xuống để xem cái hiện trường thiệt hại của công ty, thì có đánh giá ban đầu. Thì các cái ngân hàng cũng có một cái hỗ trợ lãi suất là giảm 1% lãi suất so với lãi suất đang hiện hữu đây. Hiện nay là chúng tôi đã lên làm việc với Vietcombank, thì Vietcombank đã chia sẻ cho chúng tôi vay vốn để chăm sóc rừng. Chỉ riêng tại ngân hàng này, 50.000 tỷ đồng dư nợ của hơn 1.700 khách hàng doanh nghiệp và hơn 34.000 khách hàng cá nhân sẽ được hưởng chính sách giảm lãi 1%. Lợi nhuận của ngân hàng giảm ít nhất là 270 tỷ đồng. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã quyết định giảm đồng loạt lãi suất tiền vay đối với các doanh nghiệp và người dân đang có quan hệ vay vốn tại Vietcombank. Cụ thể là giảm tới 1% cho thời gian 3 tháng từ ngày 12 tháng 11 năm 2020 tới ngày 12 tháng 2 năm 2021. Sau động thái giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng tại các tỉnh miền Trung, lãi suất cho vay đã thiết lập một mặt bằng mới, thấp nhất trong lịch sử. Cụ thể, lãi suất vay vốn ngắn hạn từ 4 đến 6% một năm, lãi suất cho vay trung dài hạn tối đa là 8% một năm. Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với việc phát triển cây ăn quả có múi, đặc biệt là cây bưởi. Các giống bưởi được trồng ở đây sinh trưởng tốt, phát triển nhanh, cho trái to, ngon ngọt, được các thương lái sẵn sàng đặt mua cả vườn khi trái vẫn còn non. Cây bưởi đã trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế. Vườn bưởi của gia đình ông Nguyễn Duy Trọng có hơn 700 gốc, gồm các loại bưởi da xanh, bưởi diễn, bưởi đường, bưởi phúc trạch. Thời điểm này, mỗi quả bưởi có giá trung bình từ 12.000 đến 25.000 đồng một quả hoặc kg, tùy loại và chất lượng. Mùa bưởi năm nay,
Sau khi trừ hết chi phí, gia đình ông thu về gần 400 triệu đồng. Bà con tôi thì trước là ở đất Phúc Ninh là nổi tiếng với cây mía. Sau chuyển đổi sang cây thâm canh, cây bưởi này là thì nó nói về kinh tế sản lượng là nó so với cây mía là nó hơn hẳn. Trồng cây mía nó vừa được thu hoạch gấp 3-4 lần so với mình trồng cây mía. Sau khi được quy hoạch thành vùng trồng bưởi tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bưởi Yên Sơn đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm và có tem truy xuất nguồn gốc, được người tiêu dùng tin tưởng và có mặt ở nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng. Vùng đất Tuyên Quang này thì nói chung là thứ nhất là chất đất, thứ hai độ chăm bón và thứ ba là kỹ thuật và Việt Gáp. Mà chất lượng quả bưởi thì mua về tiêu thụ về thành phố Hà Nội thì tất cả mọi nơi người ta chấp nhận cái bưởi của Tuyên Quang này. Huyện Yên Sơn có hơn 4.000 hecta trồng bưởi, trong đó có trên 1.550 hecta đã cho thu hoạch. Bưởi Yên Sơn đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể và chứng thư top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam. Huyện Yên Sơn cũng đang triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân phát triển cây bưởi một cách bền vững, không để tình trạng phát triển nóng dẫn đến cung vượt cầu. Chúng tôi cũng tập trung vào cái việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đưa các sản phẩm đến các cái hội chợ thương mại cũng như là các cái siêu thị để nâng cao cái giá thành của sản phẩm. Bưởi Xoài Hà của huyện Yên Sơn thì chúng tôi cũng đang xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm này. Với ưu điểm dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật quá cao, quả bưởi có thể để được lâu mà chất lượng vẫn đảm bảo. Cây bưởi đã trở thành loại cây chủ lực để phát triển kinh tế của người dân Yên Sơn. Huyện Yên Sơn cũng đang khuyến khích người dân sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ, đảm bảo sạch và an toàn. Cô Hà Ánh Phượng, 29 tuổi, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, vào top 10 giáo viên toàn cầu do Vaki Foundation công bố ngày 11 tháng 11. Cô Hà Ánh Phượng là giáo viên tiếng Anh của một ngôi trường có tới 85% học sinh là người dân tộc thiểu số. Nhưng nhờ vào công nghệ thông tin và mạng Internet, cô giáo thế hệ 9X đã đưa học sinh của mình tham gia vào các tiết học xuyên biên giới. Cô cũng trở thành người truyền cảm hứng về ứng dụng công nghệ thông tin khi thường xuyên đi giới thiệu mô hình lớp học xuyên biên giới để nhiều giáo viên khác tại các địa phương cũng có thể thực hiện được. Ngoài cô Phượng, còn 9 giáo viên khác đến từ các nước như Mỹ, Anh, Ý, Brazil, Hàn Quốc cũng góp mặt trong danh sách này. Từ tháng 11 này, thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được sử dụng điện thoại thông minh trong giờ học với sự đồng ý của giáo viên, chính thức có hiệu lực. Theo các chuyên gia, giữa việc sử dụng điện thoại để tự giác trong việc học với việc lợi dụng để sử dụng không đúng mục đích là rất mong manh. Vì vậy, cần giúp học sinh nhận thức được việc dùng công nghệ thiết bị có thuận lợi, ưu điểm, hạn chế để các em tự đưa ra giải pháp ngăn chặn, phát huy chứ không nên cấm đoán. Nhà trường cần tập huấn giáo viên có kỹ năng sư phạm, hỗ trợ giáo viên có phần mềm kiểm soát giao bài tập, kiểm tra bài tập, quản lý thời gian. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành hướng dẫn để sử dụng điện thoại trong lớp học, phối hợp với các đơn vị liên quan có chuyên môn về công nghệ thông tin nhằm kiểm soát việc sử dụng điện thoại trong lớp học, mục tiêu là chỉ phục vụ việc học. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang nếu muốn đến 5 địa điểm công cộng là bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ. Thành phố yêu cầu phải bố trí người kiểm soát chặt chẽ, ai không có khẩu trang thì không cho vào. Mặc dù hiện nay chúng ta đã tạm thời kiểm soát được dịch COVID-19, nhưng người dân không nên lơ là chủ quan, đặc biệt là khi mùa đông đang đến. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục tuyên truyền về việc buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Liên quan đến tình trạng ùn tắc tại nút giao ngã tư Sở sau khi Hà Nội đưa tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn ngã tư Vọng ngã tư Sở vào khai thác, chiều 11 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có buổi làm việc thống nhất với Công an thành phố và các cơ quan liên quan giải quyết. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố cũng sẽ theo dõi sát lưu lượng thực tế tại các nút giao thông nhằm đảm bảo tốt các nhịp đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với trạng thái giao thông các hướng, chú trọng phương án phân luồng từ xa kết hợp với lực lượng giải quyết giao thông tại chỗ. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục đánh giá ưu nhược điểm của phương án tổ chức giao thông hiện nay để có phương án điều chỉnh hợp lý nhất, phát huy tối đa hiệu quả điều kiện hạ tầng giao thông hiện có.
Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tiến bộ, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Đã thành thông lệ, mỗi tháng một lần, ông Lò Văn Chỉnh, người có uy tín ở bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, lại đến nhà từng hộ dân để tuyên truyền bà con thực hiện các hương ước, quy ước của bản. Chính nhờ những hạt nhân như ông Chỉnh mà người dân trong bản đã nắm rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, những hủ tục lạc hậu, rườm rà trong tổ chức ma chay, cưới hỏi cũng được thay thế bởi những nếp sống văn hóa mới ngay tại khu dân cư. Bản thân tôi thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho mọi dân trong bản để cùng hiểu được, biết được, nhất là về công tác xây dựng làng bản, về văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư. Qua 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa là gần 60% trên 6.200 hộ gia đình, 40 trong 106 bản đạt bản văn hóa. Cùng với đó, toàn huyện có 78 trên 78 đơn vị văn hóa và 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đã thay đổi rõ rệt về mọi mặt, về các phong tục lạc hậu và nhân dân yên tâm phát triển, sản xuất và giúp đỡ lẫn nhau trong hỏa hoạn và thiên tai. Gắn cái phong trào này với cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cũng như là phong trào xây dựng nông thôn mới. Và bộ mặt nông thôn của huyện cho đến nay chúng tôi đánh giá là cũng được đổi mới rất là nhiều. Công tác xóa đói giảm nghèo thì cũng phát triển rất là tích cực. Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, thời gian tới huyện Sốp Cộp sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với hình thức mới, từ đó góp phần làm cho việc xây dựng đời sống văn hóa thấm sâu vào từng gia đình, từng người dân, chung tay xây dựng huyện vùng biên ngày càng phát triển. Nghệ sĩ và người nổi tiếng là những nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến thị hiếu thẩm mỹ và văn hóa của công chúng. Vì vậy, khi một nghệ sĩ có hành động sai hay những phát ngôn chưa chuẩn mực thì rất nhanh trở thành câu chuyện xôn xao, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Cuộc tẩy chay nhắm vào Hoa hậu chuyển giới Hương Giang là kết quả của một chuỗi dài những hành động không đẹp, nhưng chỉ bùng nổ khi nghệ sĩ đi quá xa trong việc thách thức dư luận. Hoa hậu Hương Giang rút biểu diễn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Hương Giang tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Hương Giang xin lỗi. Báo chí những ngày qua đã tốn nhiều giấy mực về lùm xùm gần đây của ca sĩ Hương Giang. Nguyên do là một số phát ngôn của ca sĩ này khiến nhiều người cảm thấy bức xúc. Khán giả bây giờ nó là khác với khán giả của ngày xưa. Bởi vì sao? Bởi vì khán giả ngày nay họ có chính kiến, họ có cái trình độ dân trí rất là cao. Chính vì thế cho nên trước một vấn đề, họ có rất là nhiều cách để bày tỏ cái thái độ cũng như là bày tỏ cái quan điểm của mình. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ chính thức tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì bị dư luận phản đối tẩy chay. Dư luận cho rằng, làm người nổi tiếng, sai lầm nhất là thách thức dư luận, thích lấy cái tôi ra bao biện và đến khi bị phản đối thì nói lời xin lỗi cho có. Ở một góc nhìn khác, việc bị tẩy chay hay tạm dừng hoạt động không phải là điều quá tiêu cực. Ít nhất, đây là thời điểm để nghệ sĩ nhận thức được điểm dừng, biết mình thiếu sót ở đâu để hoàn thiện và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi mà có những cái đòi hỏi nó cao như thế thì rõ ràng là nghệ sĩ cũng cần phải có một cái cách tiếp cận mới đối với khán giả của mình, và đồng thời cũng phải gọi là cập nhật thường xuyên những cái xu hướng, những cái yêu cầu, những cái thị hiếu của khán giả để làm sao đó tạo ra được những cái sản phẩm nghệ thuật tốt, nhưng đồng thời cũng phải có những cái sự xuất hiện đúng chuẩn mực. Các bạn ngôi sao ấy thì cần có một cái gọi là kiểu như cái khóa học ấy, để các bạn ấy biết là cần làm gì cho nó đúng, thì khi đấy mọi thứ sẽ đi vào chuyên nghiệp và nó sẽ không xảy ra như cái tình trạng hiện nay. Còn cái việc đôi co, cái việc không bao giờ nên làm. Là người của công chúng, việc đối mặt với những dư luận trái chiều là điều hết sức bình thường. Nghệ sĩ và anti-fan, mối quan hệ vẫn tồn tại một cách tất yếu trong showbiz. Trong mối quan hệ ấy, nghệ sĩ luôn phải bình tĩnh để có ứng xử khôn khéo nhất, tránh những cãi vã không cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại.